Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gâm Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game đa nền tảng nha anh em. Thì con này có tên là Tuyệt Kiếm H5 nha. Thì con này là con game đa nền tảng đã được chìa khóa hoàn toàn nha. Anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy, server chạy rất mượt mà luôn. Đây anh em thấy ha, rất là đẹp nha anh em. Rồi thì con này là chính thức open server mới nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 36 Tuyệt Kiếm. Đấy, chính thức open server 36 vào lúc 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Đấy, chính thức open server 36 nha. Thì anh em có thể chơi trực tiếp tại cái đường link là tuyệtkiếm.full nha. Thì anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy, chơi tại đường link này ha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái bộ code tuân thủ nha, gồm 3 cái code nha anh em. Như anh em thấy ở đây ha. Thì code này anh em sẽ nhập trong phần phúc lợi của game nha anh em. Đó chỉ có 3 cái thôi. Rồi thì cái phần quà của đi thì khi mấy anh em tạo tài khoản thì mấy anh em sẽ nhận được VIP 10 nha và ấp VIP 7 cộng cho 370k kim bảo không phá nha anh em, và tặng thêm cho mấy anh em là cái bộ thời trang SSR ha, tặng vũ khí SSR luôn, tặng cánh SSR nha anh em. Nói chung là bộ thời trang, vũ khí, cánh SSR nha anh em. Thì cái đây là quà VIP nha. Và mấy anh em nhập của đi thì mấy anh em sẽ nhận thêm là 200k kim nguyên bảo không phá nha, thời trang thăng cấp thạch nhân 999, tiên dược thăng cấp thạch nhân 999, thần binh thăng cấp thạch nhân 999 nha. Và đặc biệt là tặng một set đồ đỏ xích tiêu nha anh em. Đấy, anh em có thể lấy được một set đồ đỏ nha. Thì ngoài ra thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện live share nha. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước thì anh em gửi về bay nha, anh em sẽ nhận được cái phần quà là 99999 kim nguyên bảo không phá nha anh em. Đấy, rất là ngon nha anh em. Rồi anh em nhớ nha, server 36 nha anh em, server 36 nha, sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Rồi đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mấy anh em có thể dùng những hình thức cơ bản này để mấy anh em nạp thẻ để chơi game nha anh em. Thì ở đây có ngân hàng, ví mô, thẻ cào ha. Thì anh em nào thích cái nào thì sử dụng cái nấy nha anh em. Thì anh em có thể bằng những hình thức đơn giản này mấy anh em nạp thẻ để chơi game nha anh em. Rồi thì mấy anh em có thể chơi thêm cái phần tích nạp nha. Thì ở đây nó có rất nhiều cái mốc nạp nha anh em. Thì anh em đạt được những cái mốc nạp ở đây thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha. Đấy, anh em thấy rất là nhiều phần quà cho mấy anh em tích nạp nha anh em. Đấy. Rồi mấy anh em cóp 3 cái code này nha. Cóp 3 cái code này mấy anh em nhập trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em, trong phần phúc lợi trong game nha anh em. Để mấy anh em cóp 3 cái code đó ha. Thì mấy anh em sẽ nhập vào đây nha anh em, trong phần phúc lợi ha. Thì mấy anh em nhập vào đây. Thì mấy anh em lần lượt nhập hết nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà tân thủ nha. Thì ở đây nó chỉ có 3 cái code thôi. Rồi, 3 cái code đó nhập xong nha anh em. Thì mấy anh em có thể nhận những phần quà của mình nha. Thì ở đây là một set đỏ xích tiêu nha. Đấy, anh em có thể lần lượt nhận những cái món đồ ở đây nha anh em. Thì anh em sẽ thấy ở đây có VIP, ấp VIP 7 nha. Đấy, tặng cho mấy anh em VIP 10 và VIP 7 ha. Đây là VIP 10. Thì mấy anh em nhận hết những cái phần quà tân thủ nha anh em. Đấy, rất nhiều phần quà tân thủ cho mấy anh em nha. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha, server 36 nha anh em, server 36 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em nhớ giờ chơi cho nóng luôn nha anh em. Để một con game đa nền tảng nha, server chạy rất là ok luôn. Anh em thấy chạy rất là mượt mà nha anh em. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha.
Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em vào lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.